Có thể lấy Muji là ví dụ cho hai mảng màu đối lập nhau trên thị trường bán lẻ. Cuối tháng 7 vừa qua, thì hãng bán lẻ này của Nhật đã đệ đơn xin phá sản tại Mỹ. Cũng trong tháng 7, thì cửa hàng trải nghiệm đầu tiên cũng đã được khai trương tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới phân tích nhận định là với cửa hàng trải nghiệm này là một bước nhá hàng cho việc khai trương cửa hàng chính thức vào cuối năm nay. Sau Uniqlo, Muji và sắp tới là hãng mỹ phẩm Matsumoto Kiyoshi, thì thị trường bán lẻ Việt Nam đang chứng kiến khá nhiều cái tên Nhật Bản trong một bối cảnh hết sức đặc biệt. Dịch Covid-19 không làm thay đổi kế hoạch của thương hiệu này. Sau 5 năm khảo sát và lựa chọn đối tác phân phối, hãng quyết định mở cửa hàng thời trang cao cấp cho trẻ em đầu tiên tại Việt Nam. Theo đại diện đơn vị phân phối, đây là bước đi có tính toán cụ thể, dù có ảnh hưởng của dịch bệnh hay không. Đối tác người ta cũng phải làm việc với mình rất là kỹ về lựa chọn mặt bằng, về cái phân khúc thị trường, khách hàng. Các cái doanh nghiệp Nhật Bản có một cái sự quan tâm rất là lớn đến cái thị trường Việt Nam. Thu nhập của người dân cũng ngày càng cao hơn và nhu cầu sử dụng những cái sản phẩm uy tín, chất lượng. Trong thời gian qua có thể thấy dòng vốn đầu tư từ Nhật Bản và hoạt động phi sản xuất phục vụ ở Việt Nam tăng lên đáng kể. Thực tế các nhà bán lẻ Nhật Bản đã lên kế hoạch từ nhiều năm và đã có thời gian dài nghiên cứu thị trường. Trong bối cảnh Covid-19, trong mắt doanh nghiệp Nhật Bản, Việt Nam không chỉ là địa điểm tốt cho việc sản xuất mà còn là thị trường tiêu dùng mới hấp dẫn, một mảnh đất màu mỡ mà họ chưa khám phá. Ngoài ra, Việt Nam được xem là phương án thay thế cần thiết để phân tán rủi ro cho các doanh nghiệp Nhật. Ví dụ như Mỹ, nhiều cái thương hiệu họ cũng đều phá sản. Tình hình Covid ảnh hưởng nguyên một cái hệ thống của họ, cho nên bắt buộc họ phải cắt để mà giảm thiểu tất cả những cái rủi ro có thể. Ở Trung Quốc cũng vậy, hay ngay cả trên cái thị trường Nhật Bản hiện nay của họ cũng vậy. Chung một cái viễn cảnh là cái mức tiêu dùng giảm sút nghiêm trọng. Cái điều đó nó cũng ảnh hưởng phần nào đến cái mở rộng thị trường của những cái thương hiệu Nhật. Cho nên cái thị trường Việt Nam vẫn là cái thị trường mình thấy là cái thị trường tiềm năng, thị trường mới cũng như là nó thay thế cho một số thị trường khác ở nước ngoài. Tổng cục Thống kê cho biết, dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh, nửa đầu năm nay, doanh thu bán lẻ hàng hóa của Việt Nam vẫn có mức tăng 3,4% so với năm ngoái. Thậm chí, một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh vẫn có mức tăng trên 10%. Có thể thấy, thị trường bán lẻ Việt Nam là một trong những thị trường hiếm hoi ở khu vực và trên thế giới có mức tăng trưởng dương trong bối cảnh khó khăn chung của Covid-19.